bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Thứ nhất, nhìn cái đường chỉ tay của bạn, chắc bạn xem nhiều video của mình rồi đúng không? Dạ vâng. Bạn biết cái đường chỉ hôn nhân không? Dạ. Đường chỉ hôn nhân nó dưới ngón tay út này, cái cạnh này. Đường chỉ hôn nhân của bạn nó trẻ làm đôi như hình đuôi cá đấy. Đấy. Chính vì cái điều này nó nói là sao? Hôn nhân trắc trở, lận đận tình duyên. Số này có lấy chồng nào là cũng bỏ. Lấy chồng nào là cũng bỏ, trắc trở. Về ở với nhau không ở được, cứ khắc khẩu hoài thôi. Thường xuyên khắc khẩu, lời qua tiếng lại. Và chia tay, không có cùng chung quan điểm. Chia tay chồng cũ lâu chưa? Dạ năm 2015 là xảy ra chuyện. Đến 2016 giống như là xong hết rồi. Đầu 2016 là giống như kiểu mà nhà ai nấy ở. Ở đây là mẫu bàn tay chữ nhất. Và cái đường tâm tâm đạo nó cắt quá nhiều. Vì thế số bạn phải chịu chữ cô độc nhé. Ở vậy thôi. Ở vậy chả đến được với ai cả. Xinh xắn, đẹp gái, dễ thương. Nhưng mà lận đận tình duyên. Đấy là bàn về vấn đề tình cảm. Xấu lắm. Tiếp theo là đọc một chút về tính cách. Chịu khó làm, kiên trì làm lắm. Tham làm lắm, tham công tiếc việc lắm. Vừa tham làm, tham công tiếc việc. Bạn là mẫu người luôn đặt nặng vấn đề gia đình nữa. Rất quan tâm về gia đình nữa. Yêu thương tất cả mọi người xung quanh. Nặng tình gia đình, lo toan rất nhiều mọi thứ. Số này số phải đi xa nhé, đi xa xứ nhé, đi xa quê hương chứ không phải ở trên đất quê hương đâu. Giờ đang ở nước nào đó? Dạ, giờ vẫn đang ở Việt Nam này. Nhưng mà chị giống như là ba mẹ chồng cũ thì rất là thương á, rất là quý á. Thành ra là cứ năm nào cũng qua bên Mỹ để thăm thôi. Và số này có số định cư nước ngoài. Số bạn kiểu gì bạn cũng đi sang đó bạn định cư luôn, chứ không phải ở Việt Nam đâu nhé. Về công danh của bạn, năm nay 33 tuổi, năm nay công danh mọi thứ chưa thuận, năm nay bạn vướng cái sao La Hầu. Sau này nó sẽ khiến cho từ đầu năm tới giờ công việc của bạn nó không được như theo ý bạn muốn. Nó gặp nhiều trục trặc lắm. Và ở cái nơi làm việc bạn sẽ là tâm điểm, bị người ta nói nhiều, bàn nhiều về bạn, thị phi. Đúng rồi. Cách đây 3 năm về trước là em bị thị phi đến nỗi mà phải nghỉ việc á. Bị người ta nói xấu lắm. Chứ em không phải làm ngành này, em làm bên nhà hàng khách sạn á. Bạn cứ làm ở đâu là bạn bị dính thị phi ở đó luôn. Khổ này, bị hoài luôn. Không hết. Ai bày cho mà xăm mấy cái nút ruồi son ở đây đi. Hồi đó bạn lúc mà buồn quá, cách đây mấy năm lúc mà xảy ra chuyện với chồng á. Cái xong buồn quá cái thằng bạn rủ đi. Là mấy năm về trước. Xăm xong rồi mà thấy có đường tình duyên nó có tốt đâu, công danh nó cũng chả tốt, chả có gì tốt cả. Dạ không, không có được cái gì hết. Đấy. Đấy, vì thế thì mình cũng nói rất nhiều các bạn là xăm nốt rồi son vào tay chả có tác dụng gì cả, chỉ có biếu tiền cho mấy thầy thôi. Đấy, nốt rồi son nó đẹp, nó có giá trị là sao, nó tự mọc ra chứ không phải là tự mình xăm vào nhé. Đây này thì hay tin bạn bè nên bị bạn bè lừa suốt đây này. Đúng luôn. Bạn bè lừa gạt này, lừa gạt về tiền bạc này, vật chất này. Tại này thì lúc nhỏ ngay ốm vặt lắm. Lúc nhỏ đấy, lúc thời trẻ, lúc bạn từ lúc 1 tuổi đến năm 10 mấy tuổi đấy hay ốm vặt, vặt vãnh, bệnh vặt rất là nhiều. Nhưng mà càng lớn thì sức khỏe nó càng đỡ hơn phần nào. Công danh thì 2 năm tới sẽ có sự thay đổi, chuyển đổi công việc, không phải làm ở môi trường này nữa. Sẽ di chuyển 1 tới 2 năm nữa, có thể năm tới sẽ có sự thay đổi công việc. Tại vì làm ở đây làm cho người bạn thân á, thành ra lương cũng không có được bao nhiêu á, thành ra cũng hơi bị bí bách, hơi bị thất vọng. Nhưng mà cũng do bạn bè thành ra cố gắng làm á, tại mùa dịch nữa thành ra không biết phải làm cái gì.
Số này còn được sẽ được thừa hưởng tài sản từ ba mẹ để lại cho nhé. Thừa hưởng là sao? Ba mẹ sẽ hứa cho một mảnh đất hay một cái tài sản cố định nào đó. Đây này, có nó hiện trong lòng bàn tay đây này. Giờ đã thấy có chưa? Thực ra là em có một miếng đất là giống như là em làm bao nhiêu 10 năm á, em dành dụm á, thì nói chung là cũng 70% là tiền của em, còn 30% là tiền mẹ cũng cho kia. Đấy, vậy là cũng có sự đóng góp mà, đúng chưa? Yeah. Cổ phần của ba mẹ cho. Nó hiện lên đây là có của ba mẹ bạn cho nữa nhé. Và sau này vẫn còn cho nữa đây này. Yeah. Chưa đến lúc trao hết cho bạn thôi. Mẫu bàn tay này thì tuổi thọ cao, tuổi thọ rất cao, số lận đận tình duyên ngoài 70 tuổi mới đi được. Cẩn thận về sông nước nhá, cẩn thận về sông nước. Số này có số chết hụt về sông nước nhiều lần đây này. Chết đuối. Yeah. Đi tắm đi bơi phải cẩn thận. Em muốn hỏi là về vấn đề ví dụ thứ nhất là về cái bản thân á, là ví dụ như mình hay bị thị phi rồi, cái tình cảm của mình lận đận như vậy á, mình có làm được cái gì để cho nó tốt hơn được một chút xíu á? Làm lễ hóa giải. Chắc xem nhiều video của mình thì bạn có thể biết mình có thể làm được vấn đề này. Hóa giải được tình duyên chắc chờ. Đồng ý có thể cho mình họ tên của bạn, ngày tháng năm sinh, địa chỉ ở đâu, số điện thoại, mình sẽ làm cho. Mình sẽ hóa giải cái đường tình duyên của bạn, không còn lận đận nữa, không còn trắc trở nữa, sẽ giúp đỡ vấn đề này. Yeah. Và đảm bảo luôn sẽ gặp được một người chồng ưng ý và đi đến hôn nhân. Yeah. Không làm được như vậy quay lại đây bắt đền mình nhé. Với lại vấn đề thứ hai là mình hỏi là cái chuyện mà với chồng cũ á, tại vì có những cái chuyện mà giống như trong quá khứ, ví dụ như có những chuyện xảy ra như là cũng nó rất là vớ vẩn luôn, nó xảy ra rồi sau đó là hai đứa gây nhau á, và cứ như vậy mà chưa có giấy tờ, cũng chưa có xong gì hết. Thì giống như cái hướng của em là em vẫn muốn là, tại vì cái mối quan hệ giữa em với lại gia đình chồng á rất là thân, ba mẹ chồng rất là thân, thực ra là không biết tại sao luôn, mà họ rất là quý với lại em rất là thương á, mà cái kiểu tình cảm mình cũng còn. Thì đang không biết nếu như mà làm cái vấn đề mà hóa giải á, thì giống như mình có thể xin để được trở về, hay là cũng hết duyên rồi. Được, mình sẽ cố gắng giúp đỡ bạn. Sẽ cố gắng giúp đỡ bạn vấn đề này. Chồng bạn sinh năm bao nhiêu? Dạ 1987 ạ. 87 đinh mão, mão thìn nó rơi lục hại. Nên hóa giải cái số lục hại này thì sẽ đến được với nhau. Gửi thông tin vợ chồng bạn qua đây mình sẽ làm cho nhé. Dạ. Còn vấn đề thứ ba là giống như là mẹ có một cái nhà cùng với lại cô cũng bán, nhưng mà bán rất là khó tại vì cái sổ chung với thầy. Mà cái nhà đó là nhà cấp 4 thôi, nó cũng nhỏ thôi, nó cũng không có tiền, không có nhiều, nhưng mà muốn bán để giải quyết việc đó. Và bây giờ muốn làm cũng như là có cái gì để mà đi bán cái nhà đó cho nhanh nhanh. Sổ chung người ta cứ đến hỏi, người ta bắt đầu hỏi đến phần sổ là họ không muốn mua nữa rồi. Vâng, nó hơi khó. Dây dưa rất nhiều thời gian. Người muốn bán một mảnh đất là phải mượn sổ người này người kia đúng không? Dạ, nó chỉ có dính chung một người nữa là chị họ thôi. Mà giống như người ta cũng không thích chứ sao không? Tại vì chị họ với lại mẹ với dì cùng mua chung cái mảnh đất đó là xây ra làm hai căn. Rất khó, vấn đề là mình khó giúp lắm. Hay là có thể sang lại nói khó là sang lại cho gì đấy, cho chị đấy, sang lại cho mấy cái người đó luôn. Vấn đề này khó giúp đấy, không phải dễ giúp đâu. Nếu mà giấy tờ hợp pháp đầy đủ tất cả mọi thứ mình có thể thỉnh phép bán đất cho, nhưng mà giấy tờ nó lòng vòng lắm. Hợp pháp nhưng mà nói chung là nó bị chỉ bị mỗi cái là nó chung cái sổ thôi, tại vì cái nhà đó nguyên cái diện tích đó chỉ có 60 m², thành ra không thể cắt được một cái căn nhà chỉ cắt được cái sổ. Mỗi nhà chỉ có 30 m² thôi. Nó ngoài ra nó giấy tờ thì đầy đủ, nhưng mà khó, rất là khó bán tại vì nó chung. Vấn đề này hình như mình không giúp được, khó lắm. Thắc mắc gì nữa nào? Yeah. Thắc mắc gì nữa? Thắc mắc là sự nghiệp đó thôi. Ví dụ trong tương lai, biết là cái nghề của mình đó, ví dụ mình cũng không thích cái nghề này lắm, thì làm cho bạn vậy thôi.
số bạn số của bạn sẽ đi nước ngoài, định cư nước ngoài luôn. Thời gian ngắn nữa thôi là đi định cư nước ngoài, có thể sang đó với nhà họ luôn. Ở bên đó với nhà họ là ở bên chỗ mình làm. Đúng rồi, họ sẽ bảo lãnh bạn qua nhé. À, vì cái nghề của mình ở bên đó là giống như em lại không thích làm nail cái gì đó, giống như em không biết làm được cái gì bên đó nữa, vì định hướng đi mà cũng không biết làm cái gì bên đó luôn. Lúc đầu ấy bạn còn năm bạn học lớp 10, lớp 11, 12, bạn có giờ bạn có bao giờ bạn nghĩ là bạn sẽ làm cái nghề hiện tại này của bạn không? Không đúng không? Nhưng rồi bây giờ suy nghĩ của bạn có thể là vậy, nhưng rồi sau đó bạn sang đó thì bạn sẽ có một cái công việc ổn định, mình thấy sẽ rất là tốt đối với bạn nhé. Có thể yên tâm. Rồi thắc mắc. Thầy có thể xem em có nghiên cứu lại cái ngành bất động sản hay không á? Bạn có thể làm ngành nghề môi giới bất động sản, môi giới được. Bạn là có một cái điểm, có đường chỉ thủy tinh rất là dài. Nó nói là người sao có duyên ăn nói, khéo nói và nói nhanh lắm, nói liên tục luôn, nói không biết nghỉ là gì. Lên theo ngành tư vấn là tốt, tư vấn bảo hiểm này, tư vấn bất động sản này, được. Rất là hợp với bạn nhé, thử đi, thử sức đi. Còn về gia đạo em, ba mẹ sinh năm bao nhiêu? Dạ, mẹ sinh năm 1962. Ba. Ba sinh năm 1959. Mẹ 62, 59 tuổi. Năm nay sức khỏe của mẹ bạn kém nhá, đau ốm tốn tiền thuốc nhá. Dạ. Đau ốm tốn tiền thuốc. Diêm vương. Nói chung ba mẹ bạn năm nay bổn mạng xấu nhá. Hai tuổi này dần thân tị hợi phạm tứ hành xung này, ở với nhau được đến tầm này cũng gọi là giỏi đấy, không cũng phân đi đấy. Thì đúng rồi. Nói gây nhau hoài thì ơi. Suốt ngày cãi nhau thôi, muốn bỏ nhau bao nhiêu lần rồi. Cứ gây nhau như là trẻ con đấy, lớn rồi mà hơi có một chuyện nhỏ nhỏ, chuyện bằng cái đinh hóa này là ra thành cái cột đình. Vâng đúng rồi, mới gì gây. Nói chung là ngày nào cũng bài ca con cá hết á, ngày nào cũng có chuyện đấy được nói ra. Vậy còn cái vấn đề nhà là không giúp được cái này, không thì có phép thì cái gì để mà ấy không, cũng khó luôn. Khó lắm, nhớ vấn đề này mình không giúp được nên mình không dám nhận, những cái trường hợp nào giúp được mình mới dám nhận. Rồi suy nghĩ đi, có gì thắc mắc nhắn tin lại cho mình nhá. Yeah.